2. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Vô Địa. Bình viên tàu lao chạm đao Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Và Đại Lâm chuyện bên này. Đứng trước màn hình ống kính của Đại Lâm hiện tại là Hoàng Duy Cọc Rồi Xoài, hợp tác cùng Đức Từ Thiện nha các bạn. Còn bên kia là Thái Salem, Nhân Nghĩa Đồng Cẩm Mỹ Đồng Nai, hợp tác cùng Juan Messi và Sinh Sinh. Một pha chồng đầu quá hay vừa rồi của Đức Từ Thiện. Cái này em với Sinh Sinh nó hoài gì? Kèo này là Hoàng Di đứng vào bóng nha các bạn. Bên kia cũng vậy, Xịn Xịn cũng đứng vào bóng nha. Lip Pro và Lip Pro chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai, chai đồng mỗi vay gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Một đều, mùi mùi. Lại là cú hưng ngực của Thái Nhân Nghĩa Cẩm Mỹ Đồng Nai. Bi Mui 2-1. Lại là Hoàng Messi. Hoàng Messi vừa có một pha tự sát ra ngoài. Cậu đổ qua Xịn Xịn công rồi các bạn. Xịn Xịn đứng đội nha. 3-1. Lại là Thái. 4-1. Có thể nói là lần đầu tiên Thái hợp tác cùng Hoàng Messi và Xịn Xịn. 4-1. Đèo này là Xịn Xịn đứng đội và Hoàng Duy đứng đội nha các bạn. Đáng tiếc cho Hoàng Duy và bóng vừa rồi. 2-4. Và bóng vừa rồi Hoàng Duy nở muốn qua và nở muốn không nha các bạn. 2-4. Ba bốn. Cặp chân của Đức Từ Thiện không hoàn thiện lắm nha các bạn. Khuyết điểm của Đức Từ Thiện tại bây giờ là cặp chân nha. Nếu cặp chân của Đức Từ Thiện tuyệt vời nữa thì rất ok. Ngực và đầu của Đức Từ Thiện rất tốt, còn hiện tại bây giờ cặp chân đang hạn chế nha. Bay bun. Lại là Hoàng Di. 4 đều. Bao nhiêu? Em bay. Sao bước lại đây? Xịn mà đứng công chết gì mà là người đứng đội cho đây. Xịn đứng đội cho đây nữa nghe ơi. Cho đây. Hoàng Duy đội nó đội Hoàng Duy nhảy. Nhảy tẹt này không chết Hoàng Duy, đứng đội sao chết Hoàng Duy. Hoàng Duy đừng có phá ra là bên kia ăn cái gì. Lên trong cái tour 43 cho anh luôn. Lại là Đức Từ Thiện. Dễ ra ngoài. Cái đường chéo ngắn quá. Tự sát tại đống đất. 5-4.
bên kia là cuộc đấu ta đôi, đấu khẩu ta đôi giữa Ma Cha So và thầy giáo Dương, còn gọi là Dương Châu. Cuộc đối khẩu giữa Ma Cha So. Gạo, gạo, gạo 3 số nếp 3 kg. Thằng Hiếu kia chưa đại làm 3 cái giò không được không? Số nếp 3 kg. Thằng Hiếu kia chưa đại làm cái giò không? Cái giò không hả? À, con dây một luôn rồi. 6, 4 sáu bốn lip pro và lip pro tỷ số là 6-4 Ramui Bun. Đang cãi nhau Lusabu và Lusabu. 6-4. Năm sáu một qua quá khó rồi cho Sinh Sinh. Đánh nãy giờ quá là thường luôn. Năm sáu Ma Cha So rời bến rồi các ơi. Ma Cha So vô đây cự lộn quá, cự lộn đi về rồi. Lại là tiếp tục cho Đức Từ Thiện. Đức Từ Thiện phá quá phá các bạn ơi. 7 năm. Đội sân. Ừ, nó gặp xỉn vô sân đội không được. 8 năm đội sân. Ý em nói thằng Đức kìa. Đây là áo thùng ba lỗ trắng, quần sọt là bố vợ của Đại Lâm nha các bạn. Bố vợ của Đại Lâm. Ok. Bố vợ của Đại Lâm. Đội đầu dò Như. Tám năm. Lại là Đức Từ Thiện tự sát tại Đắk Lắk. 9 năm. Ừ.
bụng ra ngoài 69 69 à, để làm sinh nhật cho các bạn nghe giải đầu giò 33 ngày 27 tháng 1 2024 trong tỉnh Tiền Giang nha các bạn. À, địa chỉ là Cai Lậy, Tân Tiến Cai Lậy nha các bạn. Giải đầu giò 33 à, nội bộ của tỉnh Tiền Giang nha. Nhất 5 triệu, nhì 2 triệu, ba 1 triệu, mỗi đội đóng 500. Đây là sân Tân Tiến Cai Lậy Tiền Giang. Lại là Đức Từ Thiện. Có thể nói xét banh này Đức Từ Thiện tự sát tạnh lát quá nhiều các bạn ơi. 16. Có cảm giác hiện tại bây giờ khu vực gồng gồng Sài Gòn gần đây xỉn xỉn đầu giò rất đẳng cấp, cho nên các cầu thủ gặp xỉn xỉn cũng rất ngại nha các bạn. Đang tiếc cho Hoàng Duy. Đang tiếc cho Hoàng Duy. Không hiểu điều gì đang xảy ra luôn các bạn ạ. À. 12-7. Không hiểu điều gì đang xảy ra, pha bóng gì rồi cho xin xin. 13-7. Hoàng Duy nhảy nha các bạn. Pha bóng rồi Hoàng Duy nhảy lên nha, thua nha các bạn. 14-7. À, kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. À, xin chúc mừng Hoàng Duy cọp gò sồi và Đức Từ Thiện ra đảo xa. Xin xỉn có thể nói là thủ rất dày, rất lì. Đức Từ Thiện phá quá các bạn. À, chuẩn bị cáp kèo và cáp kèo tiếp tục nha các bạn.